Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thắng series, đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt tươi mới. Sau trận đấu giao hữu ra mắt thắng Hồng Kông Trung Quốc có phần may mắn cuối tuần trước, đội tuyển Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Philippe Thuzier đã thể hiện được lối chơi đúng ý đồ nhà cầm quân người Pháp khi vượt qua series 1-0 tối ngày 20 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Thu thử liều cao series, huấn luyện viên Thuzier đã sử dụng đội hình gần như là mạnh nhất. Những chiếc áo đỏ đã chủ động cầm bóng, vây ép đối thủ ngay bên phần sân khách và phối hợp khá mạch lạc. Có được điều đó là nhờ sự cơ động của bộ ba Quang Hải, Công Phượng, Văn Tùng ở phía trên, khả năng thu hồi bóng và thoát pressing của bộ đôi Thái Sơn, Tuấn Anh lẫn những lần dâng cao ở hai biên của Văn Hậu và Văn Thanh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu đường chuyền cuối cùng mang tính sát thương cao, cũng chưa được cải thiện khả năng tận dụng cơ hội khi đối đầu với hàng thủ có sức vóc và chơi chắc chắn như Seri. Văn Tùng và Công Phượng bỏ lỡ hai cơ hội tốt trong hiệp 1 dù dứt điểm ở tư thế không bị kèm chặt. Khi các pha dàn xếp không mang lại kết quả, đội tuyển Việt Nam cũng cố gắng tạo đột biến từ những cú sút xa, một trong những điểm yếu của bóng đá Việt Nam, nhưng đều không thành công. Chỉ khi huấn luyện viên Thuzier tung Tuấn Hải và Tiến Anh vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho Công Phượng và Văn Thành, đội chủ nhà mới phá được thế bế tắc nhờ pha phối hợp và dứt điểm đúng ý nhà cầm quân người Pháp. Thái Sơn giành bóng ngay trên sân của đội Seri và Tuấn Hải chạm nhẹ bóng bằng chân trái rồi xoay người dứt điểm sát vào 16m50, ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Vượt qua Seri với lối chơi mang hơi hướng hiện đại là kết quả tích cực với thầy trò huấn luyện viên Thuzier. Dù vậy, con đường để nâng tầm đội tuyển Việt Nam và lứa kế cận cũng như hướng đến vé dự vòng chung kết World Cup 2026 vẫn đầy chông gai. Thách thức này đòi hỏi các tuyển thủ phải tạo ra được sự ăn ý, thấu hiểu phong cách của tân huấn luyện viên và duy trì nền tảng thể lực ở những giải có mật độ dày. Hơn nữa, đội tuyển vẫn cần mẫu trung phong như là Tiến Linh. Với thắng lợi này, đoàn quân áo đỏ được cộng thêm 5,13 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Dự kiến trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 6 năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ leo 2 bậc từ 95 lên 93 thế giới. Tính trong bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng 1 bậc từ vị trí thứ 16 lên thứ 15. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Thuzier chắc chắn có mặt trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây sẽ là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi tránh được nhiều đối thủ nặng ký như là Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan và Bahrain. Trong khi đó, những đội tuyển khác cùng khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines dự kiến sẽ chỉ nằm trong nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4. Báo Thái Lan, Indonesia tán dương đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng trước Seri. Thầy trò huấn luyện viên Thuzier gây ấn tượng mạnh với truyền thông khu vực sau màn trình diễn đầy thuyết phục trước đội tuyển Seri. Khác với trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc thì chiến thắng trước Seri của đội tuyển Việt Nam là thuyết phục hơn rất nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Thuzier không chỉ giành chiến thắng về mặt tỷ số mà còn gây ấn tượng bởi lối chơi kiểm soát, giàu sức tấn công, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Cách mà đội tuyển Việt Nam đánh bại Seri đã gây ấn tượng với truyền thông khu vực. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport đặt dòng tít: những ngôi sao vàng thật mạnh mẽ, tuyển Việt Nam thắng ấn tượng trước Seri dịp FIFA Days. Tờ Siam Sport khen ngợi: dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thuzier, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt, liên tục tổ chức những pha dồn ép không thành phía Seri và giành chiến thắng thuyết phục nhờ bàn thắng của Tuấn Hải. Tuyển Việt Nam đã gây ấn tượng với việc toàn thắng ở cả hai trận đấu giao hữu trong dịp FIFA Days. Dù phải đối đầu với đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn, song ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ tuyệt vời với lối đá giàu sức tấn công. Một tờ báo khác của Thái Lan, Bukasip cũng ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này đặt dòng tít: tuyển Việt Nam đánh bại Seri, ghi điểm trong dịp FIFA Days. Huấn luyện viên Thuzier xếp Quang Hải và Công Phượng đá cặp cùng nhau, trong khi Văn Tùng đá tiền đạo cắm. Ngoài pha làm bàn của Tuấn Hải, thì đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Seri, nhưng đáng tiếc là không thể ghi thêm bàn thắng. Tờ báo Bukasip viết: không chỉ truyền thông Thái Lan mà một số tờ báo của Indonesia cũng dành lời khen cho màn thể hiện thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Thuzier. Trang One Football của Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước Seri. Xuất hiện trước đám đông cổ động viên của mình, đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu hiệp 1. Đội chủ nhà thi đấu lấn lướt và nhiều lần uy hiếp khung thành của Seri. Khả năng kiểm soát trận đấu của đội tuyển Việt Nam là rất tốt. Kết quả là sau nhiều lần hãm thành, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng nhờ một cú sút không thể cản phá. Tuyển Việt Nam tiếp tục chơi áp đảo một cách hoàn toàn. Họ tiếp tục tấn công và cố gắng nhân đôi cách biệt, nhưng Seri đã phòng ngự khá tốt nên trận đấu không có thêm bàn thắng được ghi. Okzone, một tờ báo khác của Indonesia, cũng dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Thuzier. Tuyển Việt Nam đã trình diễn hình ảnh tích cực sau chiến thắng sít sao trước Seri. Họ liên tục dồn lên tấn công và tổ chức các pha lên bóng rất mạnh lạc. Huấn luyện viên Thuzier cũng cho thấy sự chính xác với các phương án thay người. Bảy cầu thủ vào sân trong hiệp 2 là Tuấn Hải là người tỏa sáng với cú sút đem về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Trước hàng công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam, hàng thủ của Seri đã phải rất vất vả chống đỡ. Đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu trước Seri cũng cho thấy sự xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: đội tuyển U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giải quyết được trận đấu cuối.
Thua Nhật Bản là câu chuyện bình thường. Quan trọng là chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giải quyết được trận đấu cuối gặp U17 Uzbekistan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận thua 0-4 của U17 Việt Nam trước U17 Nhật Bản tối ngày 20 tháng 6. Ở trận đấu thứ hai ở bảng D, vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam đã có những tính toán kỹ càng, nhưng việc để thủng lưới quá sớm trước U17 Nhật Bản đã khiến mọi kế hoạch của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không thể thực hiện. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Kết quả trận đấu chắc chắn không thể vui tí nào cả, nhưng thực ra U17 Nhật Bản là đội bóng rất mạnh. Ở trận đấu này, họ trình diễn quá xuất sắc. Thua Nhật Bản là câu chuyện bình thường. Quan trọng là chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giải quyết được trận đấu cuối. Chính vì thế, chúng tôi phải quên trận đấu này đi để tập trung cho trận đấu mang tính quyết định với U17 Uzbekistan. Chắc chắn trận đấu tới, các bạn sẽ thấy U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần hoàn toàn khác. Về sự chuẩn bị, hiện tôi chưa thể trả lời ngay lúc này được. Hãy chờ cho tới khi trận đấu bắt đầu." Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam, thuyền trưởng của U17 Việt Nam cho biết: "Trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản có trình độ chênh lệch khá nhiều so với Việt Nam nói riêng và ngay cả Đông Nam Á nói chung. Để lấp đầy khoảng cách này cần phải thực hiện nhiều công tác về mặt chuyên môn, đầu tư cho đào tạo. Chúng ta nên hiểu yếu tố hình thể, thể chất muốn thay đổi cần rất nhiều thời gian. Bóng đá Việt Nam đang trên con đường cải thiện những điều đó và tôi tin sẽ sớm bắt kịp những đội tuyển hàng đầu." Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6 trên sân vận động Thammasat. Việc U17 Uzbekistan thắng U17 Ấn Độ 1-0 lại bất ngờ mở rộng ra cơ hội đi tiếp cho U17 Việt Nam. Ở loạt trận đấu cuối, nếu U17 Việt Nam thắng U17 Uzbekistan, còn U17 Ấn Độ không thắng U17 Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có vé vào tứ kết. Trong trường hợp cả U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ đều thắng, bốn đội bảng D sẽ đều có 4 điểm và cần phân định thứ hạng nhờ các chỉ số phụ. Đầu tiên là hiệu số bàn thắng giữa các đội bảng điểm. Ở khía cạnh này, U17 Việt Nam sẽ bất lợi lớn vì đang có hiệu số kém nhất, -4. Rồi lần lượt tới số bàn thắng ghi được giữa các đội bảng điểm. Nếu sau các tiêu chí phụ kể trên vẫn còn một nhóm nhỏ các đội bằng nhau thì các tiêu chí sẽ được xét lại một lần nữa và nhóm nhỏ hơn đó. Sau cùng, nếu vẫn còn có nhóm nhỏ hòa nhau về các chỉ số thì sẽ đáo luân lưu nếu là hai đội. Nếu nhiều hơn thì sẽ đá tính điểm kỷ luật thông qua thẻ vàng, thẻ đỏ. Cuối cùng, nếu vẫn chưa phân định được thứ hạng các đội từ thứ 3 trở lên thì các đội vẫn hòa nhau và chỉ số sẽ phải tiến hành bốc thăm để phân chia thứ tự. Tất nhiên, khả năng để cả U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ đều thắng tại lần đấu cuối là rất thấp vì U17 Uzbekistan và U17 Nhật Bản có trình độ vượt trội so với hai đội còn lại của bảng D. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!